Thôi. Muộn muộn thì vắng vắng thì cho nó xuống. Chó này như anh cực kỳ sạch luôn, không biết phải lão. Ngay nào tắm. Mà nó cắn người không? Không. Nó săn nó. Ngay đéo nó sẽ tắm. Chó nó ngay đéo nó sẽ tắm. Không mang xà phòng à? Hả? Không mang xà phòng à? Không. Vứt mẹ ở giữa nó tự bơi vào. Vâng, cực kỳ nó xong nó đi cho nó bơi đi chứ. Ôi, nó bơi. Đó, như đâu? Nó tắm đi con nó suốt nó đứng nhìn tao tắm. Nóng này nó cũng thích. Sao không ra quyết? Đức đang ngồi đấy. Không, nó phải chụp người cơ. Mang cái xà phòng ra thì thơm. Mày ở đây có cái ao sạch. Tắm đi. Mua từ bên 100 cây số đấy. Bao nhiêu tiền? 10 triệu đó. Ủa. Xong mua chó pitbull, à pitbull cắn người kia. Boy mà mệt người. Anh phải ném ra nó mới bơi vào. Đồng mua thế rồi à? Thôi cho nó tắm thế thôi. Đó, đây gọi gì chỉ mát thôi. Anh cho nó tắm. Tắm về ra muộn tầm này. Hôm trước tắm nó khóc đấy. Tắm ra muộn tầm này em bố, nhưng mà bơi nhanh lắm. Em bơi lâu rồi. Bơi bên này bên kia. Đâu? Bên ý nước còn vàng. Thế mai đi tắm ra tầm này cũng được. Bên nước vàng lắm. Đấy, anh không... Bơi bên này sạch hơn. Bơi đầu này ra đầu kia. Vừa gặp Mạnh, cậu chú thị đang ngồi đấy chờ kết quả. Thấy Tuấn đèo con ra. Ừ, ra muộn thì được. Ra giữa bơi đi. Còn cún nữa, ra tập bơi. Không đạp nữa. Ok kia đâu rồi, kia của bốn nào. Kia đâu? Con kia đâu? Thôi, tập bơi đi. Anh nhím chào, chào, chào bà Lội, giới thiệu bà Lội. Tối bà Lội xem. Nhít. À, bà Lội nhìn cháu này. Bà Lội nhìn cháu này. Vê, con gái chỗ này nhá. Bà Lội chỗ này lo má, còn tối đấy. Nhím tập ngụp đi. Bắt đầu về gội đầu nhá. Thôi nó về bố thả hai đứa đầu ngon đi bộ về tắm nhá. Xong bố ra đèo mẹ. Thôi kệ, ra chơi toàn cá. Uống nước, uống nước trước đi. Bạn ơi, xem con bơi. Uống nước, uống nước trước đi. Bạn ơi, cho này con tới đấy. Đây nha bạn ơi. Lúc, lúc gạo con đĩa cho lại thế này. Thế này đảm bảo con luôn. Là gạo tới chỗ này nhưng mà gạo sợ. Là gạo mã sao ấy. Thôi con đi ăn chỗ này rồi. Con đi ăn sao? Nêu nêu nước đi cái đó. Mình chơi đến đâu thì chiều bù về đó. Ta chỉ bụp nước. Ta chỉ xin cất nước. Uống nước mía, nước mía. Thôi ta chịu hụt nhá. Mai chị mua cho. Uống
Đưa nó có đồng mía chị cuốn uống. Nhím, đưa nó có đồng mía đây. Đấy, bơi ra đưa chị cuốn hút luôn. À, cuốn đường đấy hút luôn. Đi bộ ra đưa. Giơ cao lên, không nước ao. À, cẩn thận nước vào vào đấy bẩn. Cuốn ra uống đi, thôi. Con kia kìa bún. Vứt lên, vứt lên. Ôi, đây mồm môi. Hết rồi. Ôi, lỡ ơi, đừng có xin nước rồi. Ôi, con ra xa rồi. Ôi, lỡ ơi, mai bọn con ngủ điều hòa bọn. Ôi, lỡ phải ngủ gọi bọn con ra chợ nha. Để bọn con dọn hàng tiếp sướng phết. Ồ, bác nhà ấy chơi, mai cho nhà người ta dọn sướng cực. Ôi anh chị mấy chân này. Nó ngứa lại cho xuống. Đã bảo không cho xuống rồi, thấy vắng quá lại cho xuống cho mát. Ờ. Cho xuống đây mà tắm. Mấy em có 3G không? Giờ về là muộn mất. Triệu Đức đang ngồi quán. Đức đang ngồi đấy. Đây, hỏi chị này xem có sâu không? Sâu ngập đầu đấy. Ôi đây, thật cu như mày đấy. Lớn à? Cho tắm bên này còn hơn, sạch bên kia vàng, vàng lắm. Mà bên này lông. Đấy, nó biết bơi rồi đấy. Đấy, cuốn cứ vây vây như thế. Chim dần dần nó nổi. Cứ đạp mạnh vào. Đạp thế là cào tay mạnh vào là nó nổi.